Hai mọi người, lại là tôi đây. Giờ này chúng ta sẽ ăn món mắm kho ba chỉ, mắm kho ba chỉ mọi người, mắm kho ba chỉ cà tím mọi người. Ăn kèm có bắp cải mọi người, bắp cải đậu dòng mọi người, dưa 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 leo mọi người, dưa sống dưa xài sống mọi người, dưa bắp chuối mọi người. Tráng miệng có trái bồng bồng mọi người, dưa trái chôm chôm. Đồ uống có trà đá không ạ? Trà đá xanh. Đây mọi người, mắm kho ba chỉ cà tím mọi người. Bắp cải đậu dòng chuối sống với sợi sống mọi người. Giá bồng bông với hai trái chôm chôm mọi người, cơm mọi người. Chuối sống mọi người, nhục với trà đá mọi người, trà lá xanh, bắp chuối mọi người, quả chuối mọi người. Chén rồi, chén không đựng mắm luôn rồi, không đựng cơm, không đựng xương, mổ luôn rồi, đổ luôn rồi, bằng cho vô một mét luôn rồi. Mời mọi người ăn cơm. Cơm mọi người. Cơm. Món kho đúng ngon. Ba chỉ đúng béo mà. Dưa da mình nhiều luôn. Cà thấm luôn mà. Ngon mà. Xài đúng chuông rồi. Cái sóng mà dồn dồn luôn rồi. Này bắp chuối mọi người, gọi là quả chuối mọi người. Làm gỏi ăn cũng ngon.
kho này ngon mọi người. Ở bên tay chắc là sáng rồi bấm nhân bấm kho này mọi người. Dưới dao đúng không? Không được. Nó mắm nó có cà mà. Cà kho nó thấm mà, nó mềm ăn ngon mà. Mắm cái mùi nó đặc trưng mà, khử xả mà, ăn nó thơm mà. Chấm cho bằng ngọt luôn, hai cái ngọt nên cho bằng bông 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 xì cù la bánh tay sớm gà luôn, cà dũ bi cùng ly mọi người này, chào tắm mọi người, chào tắm thân mình. Có gì thơm mọi người, gì chát mắm ngon mọi người, mắm
nấm kho ba chỉ với cà tím ngon luôn rồi. Ăn ngon, kho thắm ngon luôn rồi. Vị dầu sống ăn cũng ngon luôn rồi. Này bắp cải đậu dòng với vị sống rồi, sẽ sống ăn nó chua chua ngon, chân mẹ cũng ngon rồi. Này có bắp chuối, hoa chuối luôn rồi, mắm kho rồi. Nhìn lại món này giống như sở thích luôn rồi, ăn nó ngon. À, chào tạm biệt mọi người nha, chúc mọi người có một bữa trưa thật là ngon miệng, có một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người.